Ui. Này, đi xe kiểu gì đấy? Có ý thức không thế à? Bắn hết cả lên mặt người ta rồi đây này. Một, một, ba. Ý của cô ta bảo là mình nên gọi cho cảnh sát à? Có khi nào cô ta gặp nguy hiểm không nhỉ? Anh đi đứng cái kiểu gì mà anh đâm vào xe của tôi rồi đây này? Mày bị ngu à? Rõ ràng mày đâm vào tao à? Này anh ăn nói cho cẩn thận chứ. Anh đi xe anh đâm vào tôi, giờ chân của tôi bị như này, đi tập tễnh cũng không đi lại được. Anh xem thế nào anh đền bù cho tôi đi. Thằng con này, đầu óc có vấn đề à? Hả? Mày có tin tao đâm mày phát nữa không? Đây mày có tránh em cho tao đi không? Mày bị điên vạ. Anh không được đi, bây giờ anh phải giải quyết cho tôi đã. Tao bảo mày bỏ xe ra để bố mày đi nhanh. Anh không được đi, anh ở đây với tôi. Tao bảo mày bỏ xe ra cơ mà. Okay. Anh đừng lên xe mày có. Okay. Lại! Lại! Anh ơi, đến nhà anh rồi, anh mau mở cửa đi. Sao cô ta lại biết nhà mình? Nhanh lên anh, hắn theo đuổi kịp bây giờ. Em ngồi xuống đi. Em đừng lo lắng quá. Đây là nhà của anh, an toàn lắm. Hắn ta ấy sẽ không rình mò vào trong này được đâu. Em cảm ơn anh đã cứu em ạ. Em cho anh hỏi được không? Tại sao hắn ta lại truy đuổi em ấy? Em với hắn ta mới chỉ quen nhau qua mạng thôi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên. Ai ngờ hắn ta giở trò với em. Em, này, anh mua trà sữa cho em đấy. Có phải là con gái thì thích uống trà sữa nhất đúng không? Em cảm ơn anh nhá. Anh đúng là tâm lý quá. Anh uống không? Em uống đi, uống đi. Trời ơi! Phương Anh à? Bú luôn! Quả con hàng này quá ngon luôn! Đi! Đi nào! Hắn ta cho thuốc ngủ và trà sữa của em làm em bất tỉnh. Hắn ta định đưa em đi. May mà có anh giúp đỡ, không thì em không biết phải làm như nào cả. Được rồi, em đừng lo lắng nữa nhé. Tạm thời em hãy ở đây đi. Anh nghĩ ở bên ngoài kia hắn ta vẫn ở quanh đó, đi tìm em đấy. Em cảm ơn anh ạ. Anh yêu em đến ở đây, mình đi chơi thôi. Cô là ai đấy? Sao cô lại ở trong nhà người yêu tôi? Em này, khi nãy anh đi về, anh thấy cô ấy đang bị truy đuổi một người đàn ông. Ở ngoài kia vẫn còn nguy hiểm quá. Anh tạm bảo cô ấy ở nhà mình một vài hôm đấy. Thế á? Sao lại có cái chuyện trùng hợp giải cứu như thế được? Anh nói thật mà, em phải tin anh. Đúng rồi đấy chị ạ. Em phước lớn lắm mới gặp được anh Long cứu giúp em. Hay là em đi về nhá, để cho anh chị đỡ phiền ạ. Ấy, không được, ở ngoài còn nguy hiểm lắm, em cứ ở đây đi. Nhưng mà... Không sao, người yêu của anh ấy rất là rộng luôn. Đúng rồi đấy, cô cứ ở lại đây đi. Nhưng em cũng cần mua một ít đồ cá nhân nữa. Không sao đâu, em ghi ra nốt đi, để anh với chị Huyền Anh đi mua hộ em nhé. Cô cần gì thì cứ ghi ra, để tôi đi mua cho. Em cảm ơn anh chị ạ. Ê,
trốn vào đây, nhanh. Có chuyện gì đấy, anh gặp ma à? Em có thấy tên nó đứng ngoài kia không? Tên kia? Thấy. Nhưng mà làm sao anh phải sợ thế? Hắn ta chính là kẻ bắt cóc cô gái vừa nãy đấy. Anh nói thật á? Anh, lục nhanh đi, nó về bây giờ. Sao cái con này mày vội thế nhở? Tao đã bảo là tao thấy nó đi siêu thị xa lắm, còn lâu mới về được. Tìm từ từ thì nó biết kỹ rồi. Hai tên trộm kìa, dừng tay lại. Giờ thì anh thấy những suy đoán của em là đúng rồi chứ. Anh, sao anh lại về giờ này? Nhưng mà, sao lại là hắn ta? Em quen hắn ta đấy à? Hắn ta ở cùng quê với em, cùng làng luôn. Tay chuyên lừa đảo khét tiếng ở cả làng em đấy. Thì đúng quá rồi, hắn ta ấy chuyên bắt cóc con gái nhà lành. Ý em không phải là kiểu lừa đảo đấy. Hắn ta sẽ kết hợp với một cô gái, dùng cô gái ấy để dụ dỗ một con mồi. Sau đó, hắn ta và cô ấy sẽ cướp hết tiền của con mồi. Nhưng mà chuyện này có chắc chắn không đấy? Tin này có chính xác không? Em đùa anh làm gì? Chính anh họ em cũng bị hắn ta lừa đảo theo kiểu đấy mà. Mà này, nói em mới nhớ, hắn ta và cô gái vừa nãy cùng dụ dỗ để lừa cướp hết tiền của anh không? Em nói mới thấy đúng. Cô gái vừa nãy anh dẫn về nhà, không hiểu tại sao cô ấy biết nhà của anh là có giục mở cửa được, trong khi đây là lần đầu tiên gặp cô ấy đấy. Anh ấy không phải em đâu, không phải em. Chúng ta tránh ra, mình giết đấy. Thôi, anh làm sao dám giết cô ta? Anh với cô ta là đồng bọn cơ mà. Có thể anh không biết tôi, nhưng mà tôi biết về anh rất rõ đấy. Vì chúng ta cùng quê, mà danh tiếng của anh ở quê thì một đứa trẻ biết hết. Còn cả cô, tôi đã có ý tốt muốn giúp đỡ cô. Hóa ra đây là kịch bản hai người tạo ra. Đèn tử, gặp ngay con danh con cùng quê. Tôi nói luôn cho hai người biết này, tôi đã báo công an rồi. Các người chạy đi đâu cho hết nắng. Bột ra, tao không thể để mày bắt như thế được. Bột ra. Anh có sao không? Em không sao, nhưng mà anh cứ để bọn họ chạy như thế à? Em đừng lo, đội phục kích đang ở dưới rồi.